Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức mới nhất trong ngày. Vào sáng ngày hôm qua, một cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp tính từ đầu năm đến nay đang quét qua và tàn phá đảo Hải Nam cùng các tỉnh thành khác của nước này, gây ra một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát khi cơn bão đi qua đã và đang tiếp tục làm thiệt mạng hơn 130 người, cùng thiệt hại vô số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê, đong đếm hết được. Kính thưa quý vị, theo tin tức dự báo thời tiết cập nhật vào lúc 1 giờ sáng của Hải quân Mỹ, cơn bão số 2 đã đạt trạng thái siêu bão, với sức gió mạnh nhất đạt 250 km/h, gió rất mạnh 269 km/h, bão di chuyển rất nhanh với tốc độ 10 km/h theo hướng Tây Bắc. Như vậy, tính đến 1 giờ sáng nay, siêu bão số 3 đã trở thành siêu bão cấp 4. Theo thang đo bão của phương Tây, các chuyên gia thời tiết Incoder nhận định rằng cơn bão số 3 là cơn bão mạnh nhất nhì năm 2022 tại khu vực Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hiệp Hoa Kỳ, vào thời điểm sáng ngày 18 tháng 7 vừa qua, sức mạnh của cơn bão số 3 tương đương với siêu bão cấp 5 trên thang gió bão phương Tây. Cơn bão đó đã trở lại tương đương với siêu cấp 4 và bắt đầu quay trở lại siêu bão cấp 5, theo các chuyên gia nhận định là một cơn bão lớn. Hiện các nhà khí tượng học của Incoder cảnh báo rằng cơn bão mạnh này có thể mang đến những tác động nguy hiểm cho miền Đông Trung Quốc. Cơn bão bão số 3 được đặt tên theo phía Philippines, sau đó đi vào khu vực do Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển Địa lý và Thiên văn Philippines theo dõi. Cơn bão bắt đầu tấn công Philippines vào cuối ngày thứ hai khi các giải mưa bên ngoài tiến đến, theo các nhà chức trách cho hay. Cơn bão số 3 được dự báo sẽ hướng về Trung Quốc và quét qua miền Trung Trung Quốc vào giữa tuần này. Và đúng vào lúc 2 giờ sáng nay, siêu bão số 3 với sức gió cấp tương đương gần 21 km/h, mạnh nhất trong vòng 12 năm qua đã quét qua đảo Hải Nam, Phúc Kiến và đang nhấn chìm thành phố Tam Á, Hạ Môn. Ở hai khu vực này, bão lớn gây lũ lụt khiến cho hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa và di rời đến nơi cao hơn để trú ẩn. Nhà chức trách địa phương vẫn liên tiếp nhận được những cuộc gọi khẩn cấp, yêu cầu trợ giúp. Chính quyền đảo Hải Nam đã liên lạc với một số lãnh đạo các tỉnh như Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện cho tàu bè của Trung Quốc tạm thời vào cảng trú ngụ. Theo thông tin từ Công an phòng chống lụt bão của chính quyền Trung Quốc, thành phố Tam Á và Hạ Môn là hai nơi được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 1.000 người đã được giải cứu, số máy khẩn cấp tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi nhờ cứu hộ, và con số chắc chắn còn gia tăng. Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung ương cho biết, chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch ứng phó trên diện rộng, và công tác khắc phục hậu quả thảm họa này có thể mất nhiều tháng. Chủ tịch đảo Hải Nam và thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến cho hay, trận bão là tin xấu và ngày càng xấu thêm. Chúng tôi đo mực nước mưa những ngày qua không phải bằng in mà là bằng feet. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Trung Quốc, cơn bão số 3 gây ra lũ lụt thảm khốc ở đảo Hải Nam, Phúc Kiến và nhiều tỉnh thành khác như Chiết Giang, Giang Đông và tình trạng nhiều khả năng sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Hệ thống đường dây cứu hộ khẩn cấp của các thành phố bị ảnh hưởng đã trở nên quá tải kể từ thời điểm cơn bão đổ bộ. Đừng gọi 911 nếu bạn không ở vào tình thế sống còn. Chúng tôi kêu gọi mọi người không nên hoảng loạn. Ông Lâm Biu Biu nhấn mạnh, chính quyền Trung Quốc đồng thời yêu cầu người dân không nên trốn trên gác xép, mà hãy leo lên mái nhà. Có những người chui vào gác xép để tránh lũ. Đừng làm như thế, trừ khi bạn có rìu hay vật dụng gì đó trong tay để phá mái nhà và leo lên trên. Đây có lẽ là cơn bão mạnh nhất mà Trung Quốc phải hứng chịu trong vòng 12 năm qua, và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đảo Hải Nam trong hơn 50 năm. Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã ký ban hành tuyên bố thảm họa quốc gia cho hai khu vực Hải Nam và Phúc Kiến. Theo một thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm nay, siêu bão số 3 đã làm thiệt mạng hơn 130 người cùng vô số tài sản của nhà nước, người dân mà chưa thể thống kê, đo đếm hết được. Đặc biệt trong cuồng phong của siêu bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài quân sự đã bị thổi bay, khiến cho khoảng 200 binh sĩ tại đây thiệt mạng. Đây là cơn bão gây thương vong lớn nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1970. Theo dự đoán, tổng cộng thiệt hại ước tính lên tới 10 tỷ nhân dân tệ. Tất cả các chuyến bay đến và đi đã bị hủy tại sân bay thành phố Tam Á, Hạ Môn, Kim Môn nằm trên đảo Hải Nam và Phúc Kiến. Khi mưa và gió lớn từ cơn bão bắt đầu ập xuống khu vực trên, mức độ ảnh hưởng mà cơn bão có thể gây ra cuối cùng đối với miền Đông Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào thời điểm cơn bão kéo dài về phía Bắc bởi một hệ thống bão phi nhiệt đới ở phía Đông Nhật Bản vào cuối tuần này. Lượng mưa được dự báo sẽ lên tới 200-300 mm với hoàn lưu sau bão. Điều này có thể dẫn đến lũ quét và mối đe dọa lở đất trên toàn khu vực, trên toàn bộ phần còn lại của miền Đông Hải Nam. Dự kiến bão sẽ có mưa 190-250 mm, và hơn nữa gió mạnh có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực miền Trung Trung Quốc.
thậm chí còn gây ra mất điện trên diện rộng. Siêu bão mà ông trời giáng vào Trung Quốc giống như một lời cảnh báo nữa cho giới lãnh đạo diều hâu ở nước này phải nhìn nhận lại mình, ăn năn thức tỉnh trước khi quá muộn. Kính thưa quý khán giả, một đoạn video về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc điều máy móc chủ động phá đê hồ Bài Hương được lan truyền ồ ạt trên mạng, kèm theo nội dung ngoài hàng triệu mẫu ruộng còn tính mạng của biết bao người dân và gia đình ai đảm bảo cho họ. Vào sáng qua, trên mạng lan truyền một đoạn video quay cảnh cơ quan chức năng điều máy xúc đào đê hồ Bà Dương. Video cho thấy một chiếc máy xúc cắm cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đào đê và nước lũ chảy vào đồng ruộng. Dọc con đê này vẫn còn công trình gia cố tạm thời, có nghĩa là chính quyền trước đó đã giữ đê nhưng sau đó đã hy sinh con đê này. Trên Weibo có cư dân mạng cho biết, đài phát thanh và truyền hình Lạc Sơn đã đưa tin về vụ việc cho biết, tỉnh Giang Tây đã chủ động phá vỡ bờ kè hồ Bà Dương để bảo vệ thành phố Cửu Giang. Nội dung trong video cũng cho biết, để đảm bảo an toàn chỉ có cách hy sinh hàng triệu mẫu ruộng. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng sau khi xem xong video này đã đặt nghi vấn ngoài hàng triệu mẫu rộng ra còn có tính mạng của biết bao nhiêu người dân. Ai đảm bảo cho họ đây? Về vụ việc phá đê hồ Bà Dương, các kênh truyền thông lớn khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều không có đưa tin. Điều này có thể chỉ ra rằng chính quyền độc tài này vốn không muốn cho người dân biết đến vụ việc này. Trước đó, một đoạn khác được chia sẻ trên mạng, người quay video nói nhận được thông tin chính quyền muốn bảo vệ Vũ Hán hy sinh Bà Dương. Video cho biết đây là đoàn xe chuẩn bị của Hồ Bài Hương. Một khi kêu bò Bà Dương, họ sẽ đào đê và cho nổ. Xem toàn bộ đều là xe, hàng trăm chiếc xếp hàng dài đến vài cây số đều chờ đầy đất, đều đã sẵn sàng tăng chi viện. Vụ việc lưu lượng Trường Giang bao gồm cả Hồ Bà Dương có nhiều chỗ đều bị vỡ, cũng đã bị nghi ngờ là do chính quyền Trung Quốc chủ động xả lũ. Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia thủy lợi Trình Hiểu Đào nói rằng, kinh nghiệm kiểm soát lũ năm nay chính là có thể giữ được thì giữ, không giữ được thì bỏ đi. Đồng ruộng nào muốn cải tạo thành ao đầm thì để nước lũ tràn vào. Sáng nay, vệ tinh ISS của Mỹ công bố những hình ảnh vệ tinh và chỉ ra rằng đập Tam Hiệp đã mở toàn bộ cửa xả lũ. Hơn nữa, chính quyền mở cửa lũ và gây ra ngập lụt trước khi công bố cho người dân. Thậm chí lần mở cửa xả lũ vừa qua là không cần thiết, vì mực nước còn thấp hơn cả năm 2018. Sekzetchina cũng bình luận rằng, hy sinh làng quê, bảo vệ thành phố là thủ đoạn quen dùng xưa nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi khi mưa lũ. Trong thảm họa lần này, hồ chứa ở các khu vực khác nhau thường xả lũ mà không báo trước, thậm chí xả lũ ngay giữa đêm khuya để người dân không kịp trở tay, dẫn đến thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Nước lũ ảnh hưởng 31 tỉnh thành Trung Quốc, dân không nhà cầu cứu chính phủ viện trợ thực phẩm, lũ lụt, mưa lớn đã ảnh hưởng đến ít nhất 27 trong số 31 tỉnh thành khu vực của Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo sẽ còn mưa lớn tại khu vực sông Trường Giang trong những ngày tới. Trung tâm ước tính từ đầu tháng 7 đến nay, tổng lượng mưa tại phía nam lưu vực sông Trường Giang ở Trung Quốc là từ 100mm đến 180mm. Ở một số vùng, lượng mưa có thể lên đến 300mm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, các khu vực phía bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn trong 2 ngày tới. Trong cuộc họp báo hôm qua tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Trung Quốc Diệp Kiến Sơn cho biết, sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Hoa phía Bắc Trung Quốc sẽ đối mặt với lũ lụt trong những tháng tới, trong khi người dân địa phương lại thiếu kinh nghiệm để ứng phó với thiên tai này. Ông Diệp cho biết, chúng ta phải để ý hơn đến khu vực phía Bắc của Trung Quốc. Ông Diệp giải thích, lượng mưa vào mùa hè năm nay tại khu vực sông Trường Giang và lưu vực Thái Hồ cao gấp 1,5 đến 2,6 lần so với lượng mưa những năm trước, và chính quyền sẽ phải sơ tán sớm những người dân chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong những cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Epoch Times, người dân tại các tỉnh lũ lụt như An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây cho biết quê hương của họ gần đây đã chìm trong biển nước sau khi chính quyền xả lũ tại các hồ, sông, kè chắn lũ gặp vấn đề. Thế nhưng người dân lại không được chính quyền hỗ trợ, giải pháp thích hợp. Anh Quang Min, một cư dân sống tại Di Quân phía đông làng Đồng Lăng, tỉnh An Huy, đây là khu vực có dòng Trường Giang chảy qua. Vào sáng nay anh chia sẻ với Epoch Times rằng mình và dân làng bị buộc rời khỏi nơi ở nằm gần một con đê nhỏ vào ngày hôm đó. Họ chính quyền bỏ những con đê nhỏ để xử lý các con đê lớn hơn. Họ đã để cho nước lũ từ sông Trường Giang xả vào các con đê bằng cách để các kè chắn lũ tự sập do lượng nước sông quá tải hoặc tự phá vỡ bờ chắn. Vụ việc đã khiến hơn 12.000 người phải rời khỏi nơi ở Đồng Lăng. Hầu hết mọi người đều không có nơi nào để đi và hiện đang chờ hết lũ tại trạm cư trú tạm thời. Anh Quang cho biết, các trạm cư trú đều thiếu nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và liều trại. Anh cho biết thêm, chính quyền không cung cấp đủ đồ ăn cho dân làng. Nhiều người lo ngại tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn sạch. Vào sáng qua, sau khi hàng loạt kè chắn lũ bị sập, làng Hu Rong và hàng chục ngôi làng khác tại huyện bị nước lũ nhấn chìm, nhà chức trách tuyên bố rằng họ đã sơ tán những người dân chịu ảnh hưởng. Nhưng đến sáng nay có một gia đình vẫn bị mắc kẹt trong nhà khi tình trạng lũ lụt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gia đình bị mắc kẹt sống tại làng Hu Rong, huyện Bà Dương,
tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc. Đây là gia đình ba thế hệ, cùng chung sống với một mái nhà, lũ lụt khắp nơi. Chúng tôi không thể ra ngoài và thực sự rất cần đồ ăn. Người cha chia sẻ với đài Epoch Times, người ông cho biết thêm, tại làng Hu Rong, nước lũ đã dâng đến tầng 2 của các ngôi nhà. Bên cạnh đó, một cư dân tên Giang cùng những người dân từ làng Jixi cách Hu Rong khoảng 50 km cũng gặp phải tình trạng tương tự gia đình trên. Ông cho biết, nhiều người trong làng đã mất đi nhà cửa, nước lũ vẫn đang ngày một dâng cao. Chính quyền đã thực hiện xả lũ từ Hồ Bà Dương. Theo chính quyền thành phố, từ 11 giờ đêm qua, một đợt lũ đã tràn vào Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Không chỉ vậy, vào 2 ngày trước đó, người dân tại làng Quang Dâu, huyện Thái Điện, Vũ Hán đã chia sẻ một đoạn video cho thấy toàn bộ dân làng buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày do chính quyền xả lũ từ sông Trường Giang xuống làng. Vào sáng nay, Chen Gu, Phó Kỹ sư trưởng Ủy ban Tài nguyên nước sông Trường Giang của Bộ Tài nguyên nước đã phát biểu trong một phân đoạn trên đài truyền hình nhà nước CCTV rằng tỉnh Hồ Bắc có thể sẽ đạt mực nước nguy hiểm từ sông Trường Giang trong 10 ngày tới. Tiến sĩ Hoàng Gua Nhong, con trai của nhà thủy văn học nổi tiếng Hoàng Vạn Lý nói với NTD, nếu đập Tam Hiệp không xả nước, thành phố Trùng Khánh phía thượng nguồn sẽ bị nhấn chìm, còn nếu đập xả nước thì Vũ Hán phía hạ lưu sẽ ngập chìm trong nước, và Vũ Hán hiện đang là thành phố hứng chịu. Không chỉ Vũ Hán mà các thành phố khác tại khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp cũng đang đối diện với tình trạng tương tự. Thành phố Nam Kinh tại tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc cho biết, mực nước sông Trường Giang tại địa phương đã cao hơn 1.340mm so với mức báo động. 1.340mm so với mức báo động. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!